Tố làm không em? Em có ạ, để em gửi cho địa chỉ cho anh ạ. Số 11 Thắng Lương, Mayflower ạ. Em làm đến 11 giờ ạ. Anh qua lấy phòng thì nhắn cho em làm qua loa được ạ. Sau khi liên lạc với một gái mại dâm trên mạng xã hội thì khách làng chơi được hướng dẫn đến địa chỉ này. Anh bảo này, sao anh vừa đến cái nó đóng luôn cửa xuống vậy? Không phải đâu, tại có chốt ở ngoài nên là có khách vào là họ sẽ đóng cửa luôn đấy nhá. Thế anh à? Anh để xe ở chỗ đa hàng rơi nhá. Không, anh đi bộ lại khách sạn của em với cháu ạ. Chú xem còn phòng nào không? Không có đây, không có phòng nữa được, cháy phòng. Sau hơn một tiếng chờ đợi, khi người khác trả phòng thì mới có thể thuê được. Cô gái mại dâm ở đây tiết lộ phục vụ rất nhiều khách khác nhau. Em là không được cầm bánh tổng, là em thông qua chủ ấy. Chủ điều em thì em kiểu là người khách nào đến trước là mình phải đi trước ấy. 11 giờ trưa là em đi làm rồi, ở đây ạ. Anh không đi thì để em báo chủ em về, không sao cả. Vì hành vi mua bán dâm là vi phạm pháp luật nên cuộc giao dịch đã không được diễn ra. Hai ngày sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ phóng viên, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra đột xuất khách sạn này và bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Còn khách sạn nơi phát hiện hoạt động mại dâm trong thời điểm giãn cách đang bị Công an quận Hoàn Kiếm xem xét để đưa ra mức xử lý cuối cùng.